Muốn mẹ gì? con có bị bệnh nhiều lắm, mẹ con bị y dễ, mẹ con còn bị bệnh tim nữa, mẹ con còn bị chân nữa, con nêu làm lúc trước bây giờ ơi, con ước gì á, người gánh chịu là con chứ không phải mẹ con. Con thay ba nạn ỏi bệnh tật tiêu trừ cho mẹ con không có khỏe mạnh luôn tươi vui cho cuộc sống. Ông bà cô chú ơi nhớ like, nhớ đăng ký cho Bùi Hồn nữa nha. Chứ là chú gì đó hả? À? Dạ chú Phong Bụi và chú Nguyễn Năng Giang nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng ở đây là một cái căn nhà nhỏ của bé Oanh, cô bé băng khoai 8 tuổi và mẹ của mình. Thì hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại để trao một số chi phí hỗ trợ cho bé và mẹ của bé. Tại vì theo thông tin của anh Nguyễn An Giang á, thì anh nói rằng là mẹ của bé mới đi mổ từ Sài Gòn về. Thì sau khi hôm trước thì Bùi Hồ có nói rằng là sau khi là con với mẹ đi Sài Gòn về á thì sẽ hỗ trợ chi phí để mà sửa lại cái ngôi nhà để cho hai mẹ con ở không còn bị dột mưa, tránh mưa tránh nắng á cô bác quý anh chị. Thì thôi bây giờ hai anh em cùng vô ha, đi ha. Và một cái hình ảnh rất là đáng thương đó là bé Oanh đang học nè. Chú Nguyễn dặn chào chú Bùi Hồ, dặn chào ông bà cô chú anh chị. Giỏi quá ta. Dạ. Chú để đây đi. Rồi con nói tắt quay tắt quạt luôn con. Con đang học gì đó? Dạ con đang học toán, tại toán con còn không có gành. Vậy hả? Năm nay là lớp 4 rồi đúng không? Lên lớp 4. Dạ, con đâu có chưa học lớp 3 mà chú. Giờ con học lớp 3 lại con chưa gành toán. Viết chữ đẹp quá luôn nè. Hồi sáng giờ viết được nhiêu hay gì nè? Dạ. Đây rồi, thấy không mọi người? Cái này là con học phép trừ hả? Dạ. Phép trừ hay phép cộng? Dạ, trừ cộng đầy đủ luôn mà. Tại hồi nãy con đè lên này chú, con ghi lộn con đè lên. Con tự học, không có đi học thêm hả Oanh? Dạ. Vậy hả? Hôm gài thì con với mẹ đi bệnh viện về mấy ngày rồi? Dạ, con cũng không nhớ nữa. Nhưng mà ở trên đó thì mẹ mổ bác sĩ nói sao biết không? Dạ không. Vậy khi nào mẹ với con lại đi bán lại? Dạ con không biết. Con không biết luôn? Dạ. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa ăn cơm? Dạ. Ủa sao giờ này mà chưa ăn cơm nữa bạn? Dạ tại nấu cơm trễ. Cái mẹ đâu rồi? Dạ mẹ con ở trong bếp. Vậy hả? Dạ. Chào chị. Dạ. Chị bữa nay yếu quá, cái chân đau mà là cái vết mổ của cái họng cái ơi trời ơi xích qua đây đi chị. Ông bà người ta thường nói có một câu vậy nè cô bác quý anh chị, đó là dậu đổ bìm bìm leo. Chị đeo đi chị, chị đeo. Chị tại cái gì nó chị nhỏ hơn. Rồi. Xích qua đây bé Oanh với lại mẹ xích qua đây đi. Thấy hai mẹ con thương ghê ha. Hổm gài cái cuộc sống của mình sao, về đây mấy ngày rồi bác sĩ nói như thế nào hay chị? Đi tái khám mà chú. Mình nói thì nó đau chứ. Lâu lâu nó rung mình mãi nó bủng rủng tiếp tục chứ. Nói thì nó hụt hơi. Nhưng mà bác đi ra mua thuốc thêm thì bác sĩ nói không có sao đâu. Tại vì gây mơ thì nó đơ như mình bị tai biến nhé. Đơ hai chỗ này thẳng xuống tới với bề đất luôn. Chở mình không được, bé Oanh nó gượng tội nghiệp nó đỡ lên như mình nằm võng nó bật đỡ lên cho mẹ ngồi vậy á. Rồi uống thuốc một tuần nay nó đỡ, nó khỏe nhưng mà nó còn run với nói chuyện, nó bị giật. Như là cái hơi mình không có được mạnh mẽ, nó nói hồi cái nó bị mệt vậy đó. Nhưng mà ít nói chuyện lắm, muốn kêu Oanh lấy nước thì chỉ vô thôi. Nuốt cũng đau rồi, thêm nó ho hoài bởi vì nó mới đau nhiều.
Nhưng mình càng ho thì nó càng đau, càng nhảy mũi càng đau. Nhảy mũi nó cũng đau mà ho cũng đau nữa. Có ớn lạnh gì không chị? Có, ra nói bác sĩ bị ớn lạnh gung rồi bác sĩ nói trong cơ thể mình nó yếu. Bé Oanh, thôi bây giờ em sẽ hỏi bé Oanh đi. Cái nào bé Oanh trả lời ít được thì chị Hạnh trả lời. Không, để đó không sao đâu chị. Chị nói chuyện nó hơi nhỏ, chị cứ giữ cái hơi của mình nha. Cái mít nó thu gõ lắm, không sao hết. Hổm ngày thì cái việc nấu ăn sao Oanh? Dạ, hai mẹ con á hả? Con thì đi chợ mua đồ ăn. Con đi chợ mua đồ ăn luôn? Dạ, con nấu cơm cho mẹ con ăn nữa. Con nấu cơm luôn? Dạ. Biết nấu không? Dạ, biết. Con nấu được món gì? Dạ, con á thì bếp ga không có xài được. Con mua trứng với mua thịt bỏ chung với nồi cơm á. Với cho mẹ con ăn. Mua thịt bỏ chung nồi cơm luôn? Dạ. Thịt sống á hả? Dạ, rửa con... sạch rồi. Con rửa sạch rồi. Con rửa mấy nước? Dạ, 2-3 nước lặn, bỏ muối nữa. Rồi thịt luộc luôn? Dạ. Rồi có mua rau gì không? Dạ không. Sao vậy? Dạ con không biết, con biết bé, con không biết mẹ con ăn rau gì nữa. Rồi, chú Hồ hỏi con nè, rồi con dạ. Nhỏ vậy con đi ra ngoài đường cũng không sợ tao bắt cóc sao? Dạ sợ, nhưng mà con ghén để nấu cơm cho mẹ con ăn. Rồi con biết tính tiền không? Dạ không, con không rành cô chú đó. Ai cũng coi YouTube Bùi Hồ với Nguyễn Năng Giang hèn đưa tiền dư lại cho con. Thường thì con đi chợ là tốn bao nhiêu tiền con biết không? Dạ con cũng không nhớ nữa, có bữa nhiều có bữa ít. Rồi hổm ngày con nấu cơm cho mẹ ăn được mấy ngày rồi? Dạ mới bữa nay thôi chú Nguyễn ơi, mấy bữa trước mẹ con uống sữa không à. Dạ. Không. Dạ. Mấy bữa trước là mẹ uống sữa thôi. Dạ. Rồi tối ngủ thì sao? Dạ tối ngủ hai mẹ con ngủ trên võng chung. Ngủ trên võng chứ không có dân mùng hả? Dạ có, nhưng mà mùng con chưa có giặt sạch, thêm xào đồ bị mục rồi. Rồi mưa nó giọt nát đó, rồi giấy đây nằm ướt hết rồi, bỏ hết rồi chú. Là sao con kể sao ngủ võng? Dạ tại vì á mưa, mỗi lần mưa là nước lên á. Bữa trước có chú Nguyễn Năng Giang có vô nhà đó, chú đó thấy cái sàn ướt nhẹp à. Tại nhà của ai cũng cao, có nhà hai mẹ con hấp nhất nên nước tràn vô. Thì lúc mà nước tràn vô nhiều quá thì con với mẹ làm cái gì? Dạ con với mẹ đẩy nước. Đẩy nước hả? Dạ. Có khi nào mà đang ngủ giữa chừng mà buổi tối mưa dữ không? Dạ có. Lúc đó nó ngập đến đâu? Dạ, nó chứ ướt thôi mà phải dọn lại hết rồi. Còn nhà thì mục hết trơn rồi. Cây ở sao nó mục nó rớt xuống luôn rồi đó. Dạ nhớ. Cái cây ngoài sao nó mục nó rớt xuống luôn rồi hả chị? Dạ, dạ. Rớt miếng thiết xuống luôn rồi. Tại vì bão dông gió nhiều quá chú. Dạ. Thế sao nó mục cái cây rớt dít trong đó đó. Nó mục còn nhiều thì mưa lớn, ướt nhẹp luôn, sét đánh gầm gầm, con sợ quá trời luôn chú Bùi Hồ ơi. Sợ hả? Dạ. Sợ gì? Con sợ tiếng nổ lớn quá hay là sợ sập nhà? Dạ con sợ sập nhà vừa nọ, sợ hai cái luôn. Ngày hôm trước là con đi với mẹ lên Sài Gòn thì con ở với ai? Dạ con ở với bà ngoại. Rồi ai nuôi mẹ con? Dạ mẹ con hơi người nuôi. Chị thuê người nuôi là bao nhiêu tiền một ngày hả chị ha? Dạ 300 ngàn. 300 ngàn một ngày. Chị ở bệnh viện là bao nhiêu ngày? Dạ một tuần. Một tuần là 2 triệu mốt. Thì hổm ngày cái chi phí là tốn là hết bao nhiêu tiền hả chị? Có mười mấy triệu mà chú. Mười mấy triệu. Thì dạ. Hôm đó thì chị Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ cũng có thể đủ rồi đúng không chị? Dạ. Là 300 ngàn một ngày là hết 2 triệu mốt rồi, tiền mổ nữa. Rồi có bảo hiểm gì không chị? Có bảo hiểm đó nhà, không có bảo hiểm thì đủ tiền luôn. Bảo hiểm nhà nước cho, lên sinh cho liền. Vậy bác sĩ có nói là bao lâu thì nó mới hết đau và có thể đi tái khám lại không chị? Dạ đúng, mỗi tuần đi rồi một tháng đi lên nữa rồi đặng bác sĩ coi hai cái này nữa mà không biết sao. Mỗi tuần đi thì tốn cũng khá là nhiều tiền, khoảng 1-2 triệu á. Bác sĩ có nói là tái khám bao nhiêu lần không? Chị nói là một tháng nữa lên.
Con với mẹ con chưa ăn cơm luôn? Dạ. Hôm trước thì chú nghe nói là con với mẹ con ăn cơm hộp, mà sao bây giờ không nấu cơm hộp nữa, là bây giờ lại nấu cơm? Dạ, tại mua cơm hộp ở ngoài á, vừa mát nè mà ăn được có ít lắm nên thôi nấu cơm nhà. Việc mà nấu cơm nhà thì con có sử dụng điện quen không? Dạ quen. Con sợ điện không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi có muốn là khi nào hai mẹ con đi ra bán khoai lại không? Dạ muốn, mà phải cho mẹ con á điều trị hết bệnh mẹ con mới có sức chứ. Mẹ con bữa trước còn đi té lên té xuống nữa chóng mặt á. Con muốn bán khoai hay là con muốn mẹ con làm một cái công việc gì khác khỏi bán khoai nữa được không? Trời mưa trời nắng rồi ngủ bên hiên nhà người ta chú thấy tội quá. Dạ con chưa biết nữa. Chị thì Bùi Hồ không dám hỏi nhiều. Không biết thì thật ra đấy, để kể cho mọi người nghe nè. Thì chị á, bán khoai á, là hàng đêm á, chị với lại bé Oanh phải ngủ ở cái nhà hiên của nhà người ta. Rồi thậm chí là bé Oanh là càng ngày càng lớn nè, 8 tuổi rồi, năm nay cũng hết năm nay là 9 tuổi rồi. Thì sợ một những cái kẻ xấu á, người ta sẽ hai mẹ con ngủ ở ngoài đó thì những cái kẻ xấu sẽ họ sẽ hại mình. Đó nên ảnh hưởng là nó không an tâm. Nên cái cách duy nhất đó là mình muốn là hai mẹ con bán một cái nghề gì đó và tối có thể về cửa nẻo nó kín đáo, tại vì toàn là phụ nữ không à. Thì con có muốn buôn bán gì không? Dạ con chưa biết nữa chú Bùi Hồ ơi. Dạ. Mong muốn bây giờ lớn nhất của con là cái gì? Dạ muốn cho mẹ con á nhanh bình phục để con được đi học với mẹ con đi làm kiếm tiền. Chị sao thời gian tới thì chị có còn muốn bán khoai nữa không? Cuộc sống mưu sinh thì chị ví dụ không bán khoai thì cũng bán món khác để duy trì cuộc sống, để lo cho con chị đi học. Bây giờ em có một cái gợi ý như thế này nè. Bán khoai thì chị ngoài ở ngoài đó giữ xe nè, rồi đủ thứ á. Thì thôi, một á là mình có thể bán một ngày 100 tờ vé số. Thì về thì hai mẹ con sẽ ngủ im ấm hơn. Hai là chị có thể bán một cái gì khác mà không phải ngủ ngoài hiên nữa. Thì tại vì em thấy ngủ ngoài hiên, em nói thiệt với chị ha, hai mẹ con gì ngủ ngoài hiên nguy hiểm lắm. Chị cũng thích đi lội lắm, nhưng mà cái chân của chị nó đi dở hơn người ta, chứ không phải chị không thích. Chị chứ chị thích buôn bán, cuộc sống chị mưu sinh phải làm. Dù cho có cực có khổ gì chị cũng chấp nhận hết, nhưng mà có cái là tại chị lội đi, cái giò chị nó không có bằng mạnh giỏi như người ta, nhưng mà tại đau thì chịu đựng thôi chứ không có dám than thở. Tại cuộc sống của mình thì mình chịu thôi, chứ đâu khi chị gắt đau bên quanh hỏi mẹ sao rồi, chị nói khỏe nhiều rồi, con hết bệnh rồi, hết bệnh cho mẹ hết luôn, có đau cũng nói là mẹ hết rồi. Chứ nó đừng có lo cho mình. Ở đây thì hiện nay thì bé Oanh giống như là một cái chỗ dựa tinh thần cho chị, có một cái động lực để chị vươn lên trong cái cuộc sống. Dù sao thì cũng chỉ lo cho bé Oanh thôi. Sao con khóc? Tại con với mẹ con vậy con không muốn. Mẹ con á bị bệnh nhiều lắm. Mẹ con bị hy sinh, mẹ con còn bị bệnh tim nữa, mẹ con còn bị chân nữa. Con nêu làm lớp trước Bùi Hồ ơi, con ước gì á người gánh chịu là con chứ không phải mẹ con. Con nhỏ vậy thì con gánh có nổi không, mà con ước gì người gánh chịu là con. Không gánh nổi con cũng phải gánh nữa. Vài ngày nữa mẹ khỏe lại thì chú Nguyễn An Giang đó, thì với lại chú Bùi Hồ có qua để sửa lại nhà cho mẹ của con á, rồi mừng không? Dạ vui. Với mẹ con á, không muốn mẹ con bị vậy nữa. Xây nhà lên á, con có điều ước á là xây nhà lên cao
lên cho con, lấy nước đừng có ngập vô nhà con, cho mẹ con đừng có ngủ giỏng nữa. Đi cầm lên. Sao con nhỏ vậy mà con đòi gánh cho mẹ con? Dạ tại vì con gán để cho mẹ con được vẽ trong cuộc sống, chứ con không muốn mẹ con bị vậy. Vậy hằng ngày con có thắp hương niệm Phật ông bà phù hộ hay Phật phù hộ vậy không? Dạ có. Con nói như thế nào? Dạ con cầu á ông bà. Chụp tay. Con chắp tay sao đâu? Con chắp tay á, con cầu á cho Phật phù hộ cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, cho mẹ con nó khỏe mạnh, luôn tươi vui trong cuộc sống. Con cầu cho ông bà, con cầu cho ông ngoại con á luôn khỏe mạnh, cầu cho anh cầu ông ngoại con luôn cho mẹ con, hai mẹ con khỏe mạnh, đừng có bệnh tật gì nữa hết trơn á. Con hết rồi chứ bồi hồ ơi. À, con cầu vậy thì con nghĩ rằng là Phật có phù hộ cho mẹ con hết bệnh không? Dạ có. Là đêm nào con cũng cầu vậy hết hả? Dạ. À, mẹ con bây giờ có bớt chưa? Dạ rồi, mẹ con ăn cơm được chứ lúc mẹ con về toàn nước sữa không à. Con có nói rằng con có giái là mẹ con hết bệnh con sẽ ăn chay bao nhiêu ngày không? Con cầu ăn chay tới tháng 7 luôn. Con nói sao con cầu sao? Con cầu cho Phật nếu mẹ con hết bệnh con ăn chay tới tháng 7 luôn. Mà con nhỏ vậy con có ăn chay nổi không? Dạ được. Nó có quy y mà chú. Con có quy y hả? Dạ. Con pháp danh nó là Huệ Trí. Pháp danh... Nó quy y nó còn nhỏ xíu à. Pháp danh của con là gì? Dạ Huệ Trí. À con quy y chùa nào? Chùa Tỉnh Thất Quy Nguyên. Dạ chùa Tỉnh Thất Quy Nguyên. Rồi lúc mà con quy lúc con quy y con mấy tuổi mẹ con có nói con không? Dạ con không biết. Nhớ mà vô nhỏ. Nó còn nhỏ nó có pháp danh à. Dạ, con muốn con hiệu Phật để cho Phật trời độ cho gia đình con á, tai qua nạn khỏi, bệnh tật chiêu trừ, gia đình hạnh phúc. Nhỏ xíu mà quy y rồi ta. Con ăn chay thì con sẽ ăn được món gì? Món gì con muốn ăn được hết trơn á, miễn sao á gia hộ cho mẹ con hết bệnh là được rồi. Thì chú nói con ăn chay là cái đồ tương á, là con ăn sườn hay là con ăn tàu hũ á? Vậy con ăn tàu hũ với sườn với canh chua, ăn chua chay á chú. Nhưng mà ngán lắm á, ăn chay không quen là không được đâu. Vậy không sợ. Quên ăn vậy quen. Là ví dụ như con ăn không được, con thèm đồ mặn rồi con có lỗi với Phật rồi sao? Con mang đồ mặn đâu. Con có thuộc câu nào của Phật không? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con còn nhỏ nên con thuộc có hai câu đó à. Tại đi vô trong chùa thì cô dạy khóa tu một tháng hai ngày thì chỉ là... Con có thuộc chú Đại Bi không? Dạ không. Thôi con để tay xuống đi. Dạ. Nói chung là lần nào lại đây thì bé Oanh với mẹ cũng làm cho Bùi Hồ cũng cảm thấy bùi ngùi hết á. Thì cái hoàn cảnh hai mẹ con này cũng khá là đơn chiếc. Mẹ thì phải bán khoai nuôi cho con ăn học, đến nỗi mà khi mà dịch bệnh đến không có tiền mua một cái điện thoại để học để năm nay. Đáng lý ra năm nay là lớp 4 rồi. Thì năm lớp 3 vừa rồi thì bé Oanh phải nghỉ, tại vì không có cái thiết bị di động để học, vì không có mạng wifi, phải phụ mẹ bán hàng ngày ở trên chợ. Tối thì hai mẹ con phải ngủ ở vỉa hè, rồi ngủ ở mái hiên, rồi những ngày nào mà mưa gió thì nước khoai bán không được, thậm chí là lỗ luôn. Đôi khi người ta mua qua, người ta gặp bé Oanh dễ thương quá, người ta cho tiền luôn, tặng luôn. Cái cuộc sống này nó cũng khá là vất vả. Mà bé Oanh là hiện nay là cái chỗ dựa tinh thần để cho chị có thể vực dậy cái cuộc sống
có thể lấy lại sức khỏe mau để hai mẹ con ổn định thêm cái cuộc sống một phần nào đó. Thì rất mong là chị sẽ cố gắng vượt qua cái khó khăn lúc này để mọi người có thể chung tay với chị, có thể giúp sức cho chị với lại bé Oanh. Tại vì cô bác của anh chị cũng thường nói á, là bé Oanh là một cái đứa bé rất là dễ thương và có một cái tâm Phật, có cái hồi hướng về Phật Pháp á. Nên là nữ cái khó khăn biết đâu em nghĩ đó cũng là cái thử thách. Em nghĩ nó là cũng thử thách cho hai mẹ con. Và khó khăn nào thì nó cũng phải vượt qua. Và em tin rằng là chị với lại bé Oanh sẽ vượt qua cái lúc khó khăn này nhất. Và trước tiên á, là được sự hỗ trợ của cộng đồng. Cộng đồng của người Việt của mình á, thì thương yêu nhau lắm. Mặc dù là các cô, các chú, các anh, các chị á, là từ nửa vòng trái đất, nhưng mà xem được clip của bé Oanh cũng ngậm ngùi, cũng có gửi tiền hỗ trợ và thậm chí là gửi cho kênh của Phong Bụi hay là kênh của em là em hoặc là kênh của anh Nguyễn An Giang để sửa sang lại cho chị cái mái nhà. Và trước tiên là cho chị có một cái chi phí để chữa bệnh, thì chị cũng nên chị lấy bé Oanh làm động lực và mọi người ủng hộ chị thì chị cố gắng vượt qua. Thì để cho vài ngày nữa đi ha anh Nguyễn ha, thì sẽ cất nhà cho bé. Thì anh có dự định là khi nào không anh Nguyễn? Thì cũng khá là bận, thì cũng tranh thủ đến mà sửa cho bé trong cái mùa mưa bão, tranh thủ cho nó tốt nhất. Thì cũng có thể lẽ là khoảng chừng từng nữa. Hiện nay thì cái chi phí của mình được bao nhiêu rồi? Anh Nguyễn thì cũng ngại lên hình lắm cô bác anh chị. Khoảng chừng 26 triệu mấy giữ cho chị để mà sửa nhà. Hiện nay là cái chi phí sửa nhà là cái phần máy trên là thợ là đón bao nhiêu tiền? Thì cũng chuẩn bị để kêu anh thợ đó là hạo những cái căn nhà của chị đó, ngang là 4m, dài là 8m. Thì trong cái căn nhà của chị đó thì để anh thợ tính đi, còn lo liệu thì sẽ bao nhiêu, thiếu bao nhiêu Nguyễn sẽ công khai trên cái video đó. Thì cho bà con ta thấy có thiếu thì có lẽ là cũng nhờ anh chị đó thì trong nước và ngoài nước hỗ trợ thêm tí để cho hoàn thiện cái căn nhà của bé Oanh. Ở trong chị Xuyên là mạnh thường quân kênh em á, chị Xuyên ở Nhật Bản cũng có nói hỗ trợ thêm cái chi phí. Thì bây giờ như thế này nè, nãy giờ em nghe bé Oanh nói mà cũng chạnh lòng, có nghĩa là cái phần nền á nó đang thấp hơn so với mọi người vòng vòng nhà đây rất là nhiều. Thì anh có dự định là thời gian tới là anh sẽ cuốn nền lên luôn không? Vừa rồi thì nói chung là hai cái dách hai bên nói chung là bị dột nát, nó sẽ mưa nó sẽ tích xuống, nó sẽ ướt cái nền. Thật chắc ra là mình làm lại cái nhà tiền chế á, nó không có thể nào nó lọt mưa xuống, nó không có thể nào ngập cái nền này. Tại vì lý do là bị mưa nó mục nát đó, nó sẽ theo cái dách đó nó xuống, nó sẽ tràn xuống cái nền này. Có nghĩa là cái giọt mưa nó xuống từ nhiễu từ ở trên xuống chứ không phải là nước từ ngoài nó tràn vô đúng không? Không. Bé Oanh con mưa, giọt mưa nó có ngoài nó có ngập vô nhà con không hay là nhiễu từ trên nhà nhiễu xuống? Dạ nhiễu trên nhà nhiễu xuống cũng có mà nước ngập vô cũng có nữa. Nước ngoài nó tràn vô luôn hả? Dạ. À nước ngoài tràn vô luôn kìa. Nước ngoài tràn vô luôn hả chị? Dạ tại vì mưa to thì nó không thoát được, nó tràn vô nhà mình luôn. Dạ. Dạ thì em sao rồi? Còn ông bà ở đây á, rồi xây lên cao nước vô nhà con quá trời luôn. Đừng có nói đụng chạm người ta, nói tại nhà mình thấp hơn người ta được rồi. Dạ. Tại nhà con thấp hơn nhà của cô bác kế bên được rồi. Dạ. Tại nhà mình thấp thì mình bị nước ngập. Đúng rồi, lúc mà hổm thì nó ngập tới đây nè. Tại lúc mà chỉ còn sức khỏe thì dắt cho bằng vô mới làm được cái nền này. Thì hiện nay thì anh Nguyễn đang giữ tiền để mà kêu thợ đúng không? Dạ. Thợ làm sắt ha? Thợ sắt cắt nhà tiền chế đó. Thì coi họ đo rồi thức tắc bao nhiêu sao đó để mình biết cái số tiền, để mình biết mình lo liệu. Là phần anh là được 26 triệu rồi. Dạ, 26 triệu mấy. Nghe chú Nguyễn nói hôm trước thì chú Nguyễn cũng đã có hỗ trợ cho mẹ rồi chú Phong Bụi rồi Bùi Hồ cũng đang mặt mạnh thường quân hỗ trợ cho mẹ đi chữa bệnh. Hôm nay được sửa nhà thì con tâm trạng của con như thế nào? Dạ rất vui vì mẹ con á là được ngủ ở dưới đây, không cần ngủ ở trên võng để cù lưng nữa. Không có bị dướng tóc đồ nữa, con vui lắm với cái chỗ con học. Vui quá. Nói chung hôm nay á thì em đến đây
Em đến đây thì cũng khoảng gần một tháng nay em mới trở lại thăm gia đình của mình. Thì thấy chị sức khỏe cũng còn khá là yếu. Mà nghe buồn ngồi cái là bé Oanh á, hàng ngày đi chợ thì mua đồ cho chị á, thấy cũng tội nghiệp ghê á. Rồi hai mẹ con đùm bọc nhau à, kháng khích nhau á, đúng là cái tình mẫu tử ha. Nó là thương ghê á. Và đặc biệt là bé Oanh lại có cái tính Phật nữa, từ nhỏ đã được mẹ đưa đi chùa quy y rồi. Rồi nói chuyện rất là thông minh, coi lại đặc biệt á là không có được đi học nhiều, không có được giao tiếp nhiều người, nhưng mà lanh lẹ từ nhỏ, và là lanh lẹ một cách gọi là khôn ngoan, nói chuyện dễ thương đó. Thì hôm nay á, chú Bùi Hồ đến đây thăm mẹ con, thì mẹ con đừng có khóc nữa, con là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, thì con phải vui lên để khuyên ngang ủi cho mẹ nha. Dạ. Hứa cho chú Bùi Hồ nha, mai mốt chú Bùi Hồ qua nữa. Cảm ơn chú Bùi Hồ. Hôm nay thì chú Bùi Hồ qua đây thăm mẹ con, với con cũng về đây được mấy ngày rồi. Thì chú Bùi Hồ thay mặt cho cô Như Quỳnh ở Mỹ. Yeah. Gửi cho con với mẹ con 200 USD, tương ứng với lại là 4.888.135 đồng. Thì cô đó gửi, thì chú Bùi Hồ gửi cho con 5 triệu ha. Thay mặt cô Như Quỳnh gửi cho con với mẹ con ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Vậy con cảm ơn con nhận đây. Chú Bùi Hồ. Con cảm ơn cô Như Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô Như Quỳnh ở Mỹ đã giúp cho mẹ con số tiền này. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cho cô nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, tiền vô như nước. Vui không? Nhận được tiền này vui không? Con gửi cho chú Nguyễn cất nhà ăn đi. Dạ. Gửi cho chú Nguyễn nữa cất nhà luôn hả? Anh vậy là thôi, thì hai mẹ con ở đây cũng cũng khá là gọi là chưa có an toàn cho lắm. Chị hai mẹ con cũng còn yếu, thì anh đại diện anh giữ giùm ha. Đây, rồi là tổng cộng là được 30, 31 hả? Năm này gửi cho chú Nguyễn, anh Nguyễn luôn hay sao chị? Dạ. Để nữa cất nhà luôn ha. Dạ, cảm ơn chú Bùi Hồ, cảm ơn chú Nguyễn, cảm ơn chú Phân Bùi rất nhiều để giúp đỡ với gia đình của chị rất cảm ơn. Dạ thôi thì mọi người đều mong chị với lại bé Oanh luôn vượt qua cái khó khăn này. Trong cuộc sống mà có những lúc khó khăn thì mình vực dậy được thì sau này ắt hẳn thì sẽ khá phát triển và khá hơn. Thì cô bác với chị khi mà giúp đỡ thì cũng chỉ muốn rằng là chị với bé Oanh có một cuộc sống sung túc hơn tí xíu, và nơi ăn chốn ở nó che mưa che nắng, nó được gọn gàng hơn. Thì chắc có lẽ là thời gian sau em sẽ quay trở lại. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ kênh Bùi Hồ và xem kênh Bùi Hồ đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn chị Như Quỳnh ở Mỹ đã hỗ trợ cho mẹ của bé Oanh với bé Oanh. Xin chân thành cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Ông bà cô chú ơi, nhớ like, nhớ đăng ký cho Bùi Hồ nữa nha. Nhớ lại chú gì đó à? Dạ chú Phong Bùi và chú Nguyễn Năng Giang nữa. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, xin chào chị ha, chào bé Oanh ha. Dạ, chào hai mẹ con. Ừ, chú Bùi Hồ, chú Nguyễn Năng Giang, chú Phong Bùi, chào ông bà cô chú. Chào chú ông bà cô chú, ngày thật vui vẻ và tràn đầy tràn đầy hạnh phúc. Rồi, bye bye con. Dạ.